Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hành Nhân Recreation. Và hôm nay chúng ta sẽ làm bánh trôi và bánh chay. Thì cách làm bánh trôi của chúng ta như sau. Chúng ta sẽ cần nguyên liệu một đường mèn, một hạt vừng. Sau khi các bạn xem, khi làm bánh chay thì chúng ta sẽ có nhân và một cái bột màu trắng. Hôm nay chúng ta sẽ làm bánh trôi trắng. Đây là vani à? Đây chính là cái chiếc vani nhá. Đây là mùi dầu thơm. Đây mùi vani nhá. Chúng ta sẽ đeo găng tay vào và nặng. Cái làm như sau. Chúng ta sẽ làm bánh trôi trước nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ nặng. Lấy một cục bột vừa phải vào. Cho một viên đường phèn. Nặn vào. Rất là đơn giản. Ta chỉ cần nặn vào. Này này. Rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Chúng ta sẽ để ở đây. Như vậy là trong quá trình làm bánh trôi rồi. Còn quá trình làm bánh chay thì sao? Vâng. Được rồi, chúng ta sẽ làm khoảng đấy, chúng ta cùng xem nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy mình sẽ làm tối thiểu là 100 cái bánh trôi thôi. Được rồi, nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong giây lát để bắt đầu làm bánh chay. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu làm bánh chay nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ cho một cái bột theo như hình cái này. Sau đó rồi cho nhân vào theo hình đĩa. Ấn nó vào. Cầm nó lại. Vẫn còn thừa chỗ màu vàng. Chỗ này là chỗ màu vàng. Như các bạn có thể nhìn thấy đây. Bây giờ cho cái này vào trong đĩa. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Rồi, rất là đẹp luôn. Vâng, chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong giây lát để chuẩn bị luộc bánh trôi bánh chay. Sau khi chúng ta đã làm xong bánh chay thì chúng ta sẽ cho toàn bộ những bánh chay này vào trong nồi nhá. Chúng ta chỉ cần cho cái này vào thôi. Đấy, đã cho được một cái, hai cái. Rồi. Rồi, đến cái này là xong rồi. Thì bác làm 8 cái. Bây giờ đã cho được 7 cái rồi, còn 1 cái nữa. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ trong nước sôi sau giây lát nha. Và như vậy là chúng ta đã hết sạch bột để làm bánh trôi rồi. Và
chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau đếm chúng ta sẽ cùng nhau đếm số lượng bánh trôi nhá. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có 83 cái bánh trôi thôi, chỉ hơn 80 bánh trôi thôi nha, mình đã làm được 80 cái bánh trôi thôi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay một bát bánh chay nha. Ok, chúng ta quay trở lại và như vậy là cái chiếc bát bánh chay này của chúng ta thì đang rất là nóng nên nó quý vị và bạn thông cảm nha. Và chúng ta sẽ nếm với nồi bánh trôi nhá, cho tăng lên 120. Chúng ta cho nước sôi vào, cho nước đường vào. Đấy, hiện tại nước đang sôi này. Quý vị và bạn, siêu quý vị và bạn nào, bởi vì là bánh trôi ta chưa lắp hoàn thiện nên là nó bị chảy ra, cho nên chúng ta sẽ nặng lại. Bây giờ chúng ta sẽ cho hết cái bánh trôi này vào trong nồi nhá. Sau khi chúng ta đã làm xong thì bây giờ bánh trôi của chúng ta đang luộc đây này, kìa, không có thể nhìn thấy. Bây giờ đã cho được một lượng, còn cái này nữa thì sao? Thì chúng ta sẽ tiếp tục quay nhá. Ok, sau khi luộc bánh trôi xong, chúng ta sẽ cho hết bánh trôi cho vào trong chậu nước riêng nhá. Rồi sau khi cho ngấm xong thì chúng ta sẽ cho bỏ vào trong đĩa nhá. Thì cách làm rất là đơn giản như vậy, chỉ cần cho cái này vào thôi nhá. Rất là đẹp, có hai đĩa. Cho đến cái đĩa thứ ba. Rồi chúng ta sẽ chờ sau khi hoàn thiện xong nhá. Rồi trước khi rắc cả bánh cho bánh chay thì chúng ta sẽ cùng đếm số bánh trôi trong đĩa là bao nhiêu nhá. Thì ở trong đĩa thứ nhất là chúng ta sẽ có bao nhiêu đĩa thì chúng ta sẽ cùng đếm nhá. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 viên bánh trôi. Còn cái chiếc đĩa thứ hai là gồm có bao nhiêu cái bánh trôi nhỉ? Chúng ta cùng đếm nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 cái. Rồi, như vậy là đĩa nào là nhỏ nhất thì cứ comment vào đây. Đĩa nào lớn nhất thì cứ comment vào đây nhá. Comment là cái này là số 1 nhá, cái kia là số 2 nhá. Các bạn chọn cái gì thì cứ comment vào đây nhá. Rồi, còn cái bát bánh chay thì có 9 bát bánh chay. Rồi
Bây giờ chúng ta sẽ cho sắc muối vừng vào bánh chay nhá. Đầu tiên chúng ta chỉ cần sắc một ít thôi. Đó, chỉ cần rắc một ít thôi là vừa được cái bánh chay. Đấy, bây giờ chúng ta đã rắc xong rồi. Và chỉ cần còn cái này nữa. Ok, dạ chúng ta đã rắc xong hạt vừng vào bánh chay rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái này vào bánh trôi. Đấy, thì chỉ cần lấy cái tay theo giới hạn của mình cho quý các bạn nhìn rõ hơn này. Đấy, quý các bạn có thể nhìn thấy chưa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái này vào nhá. Ok, chúng ta đã quay trở lại và cái bát nhỏ này thì không biết là có cho được vào đây nhỉ? Có cho được cái vừng nào vào đây nhỉ? Đấy, cái bát này rắc đây rồi. Rồi, cho thêm vào. Ok, chúng ta quay trở lại và bây giờ đã hoàn thành tượng trưng cho bánh chay rồi nhá. Và bây giờ để làm một đĩa để thắp hương cúng cho ngày hội Tết Hàn Thực nhá. Rồi, nếu video này thấy hay hãy bấm nút like và bấm nút đăng ký để cập nhật những cái video mới nhất nhá. Rồi, còn cái này thì điểm gì nhỉ? Cái này sẽ cho cái này vào. Chúng ta lát nữa mình sẽ ăn sau nha. Video của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình này.